Thưa quý vị, sống ở trên đời thì mỗi người sẽ có số phận khác nhau. Có những người khi sinh ra thì đã gặp nhiều khó khăn, vất vả. Trong khi đó, có không ít người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cuộc sống lúc nào cũng được thuận lợi, bình an đến cuối cuộc đời. Và có thể tận hưởng cái cuộc sống đuề huề sung túc. Cổ nhân có quan niệm, giờ sinh của mỗi người có cái mối liên hệ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của người đó. Đặc biệt là từ thời trung niên trở đi. Nó còn đại diện cho cái mối quan hệ về con cái, nô bộc, sự nghiệp, v.v. Vì vậy, thông qua giờ sinh thì người ta cũng có thể dự đoán được phần nào cái tính cách và vận mệnh của một con người nào đó. Đó. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ sinh đại cát cho từng tuổi. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý mà sinh vào giờ Dần, đúng không ạ? Những người tuổi Tý mà sinh vào giờ Dần thì như nào? Đúng không ạ? Những người tuổi Tý sinh vào giờ Dần tức là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Đến 5 giờ sáng. Thì với đàn ông tuổi Tý mà sinh vào giờ Dần ấy thì họ là những người mà gì? Có vóc dáng cao, khỏe mạnh, hơi thô một chút. Trên gương mặt thì cũng không quá hài hòa, thêm vào đó nước da có phần đen sạm. Thì đây là cái tính cách chân thật, thật thà và gì không bao giờ nghĩ đến việc toan tính hay là có ý đồ hãm hại người khác. Ở trong xã hội, vì họ biết tôn trọng, biết lắng nghe nên là họ được rất nhiều người yêu quý. Khi gặp phải những khó khăn thì dễ nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân. Còn với phụ nữ mà sinh vào 3 đến 5 giờ sáng ấy, thì là một trong những người mà có khuôn mặt tròn, phúc hậu, dáng thì tương đối là đậm đà, thoạt nhìn thì không quá bắt mắt. Đa số họ là những người có sức khỏe tốt, giải quyết công việc một cách dứt khoát, nhanh nhẹn. Nhờ vào những cái biểu hiện xuất sắc của mình nên là họ thường được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Theo các chuyên gia tử vi phong thủy thì những người tuổi Tý này đến năm 39 tuổi đến 44 tuổi mà sinh vào giờ Dần ấy thì họ sẽ phất lên nhanh chóng nhờ có được quý nhân giúp đỡ. Nhiều khả năng họ sẽ trở thành những người mà có tiếng nói, có địa vị trong xã hội và sẽ được hưởng cuộc sống là hạnh phúc lâu dài về già. Đó. Tiếp theo giờ thứ hai với những người tuổi Tý đó là giờ Mão đó, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thì đàn ông mà sinh vào cái giờ Mão này, tuổi Tý á mà sinh vào giờ Mão thì gì có làn da sần sùi, lại khuôn mặt thì không nhẵn nhụi và gì trên mặt thì dễ có những cái vết sẹo. Họ là những người lạc quan, làm việc gì thì cũng cần phải cân nhắc, suy tính một cách rõ ràng. Đấy. Cái thành tích học tập của họ là nổi bật nhất ở từ thời 16 tuổi đến 23 tuổi. Vì thế họ sẽ dễ đỗ đạt vào những cái ngôi trường mà họ mơ ước. Từ 27 tuổi đến 32 tuổi trở đi ấy, thì những người sinh vào cái giờ này ấy, thì được gì? Vượng vận quý nhân. Sự nghiệp của họ sẽ nhanh chóng được khởi sắc. Đa số họ sẽ giữ những cái vị trí quan trọng gì từ khi còn trẻ tuổi. Nếu mà phụ nữ mà sinh vào phụ nữ tuổi Tý ấy, mà sinh vào cái giờ Mão này đấy, thì là những người có vóc dáng, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thì bình thường, nước da thì hơi vàng, không phải là một người có ngoại hình ưa nhìn lắm. Bù lại thì những người tuổi này, những người sinh vào giờ này thì lại là những người rất thông minh, sống có nguyên tắc, sự nghiệp thì phát triển nhất vào giai đoạn 29 đến 33 tuổi. Và những người tuổi Tý mà sinh vào giờ Mão này thì thường là những người rất dễ nổi tiếng trong giai đoạn là 29 đến 33 tuổi vì những cái sở trường của mình, và mai sau họ lại vừa có danh lại vừa có tiền bạc. Thế mới nói là những người này được gì thần linh phù hộ, rất dễ có lộc trong cái cuộc sống của mình và sẽ được hưởng cái cuộc sống là an nhàn và hạnh phúc. Đó là những người tuổi Tý. Đây là hai giờ sinh tốt nhất với những người tuổi Tý. Tiếp theo là những người tuổi Mão. Thì những người tuổi Mão mà sinh vào 7 giờ đến 9 giờ sáng ấy, 7 đến 9 giờ sáng, 7 đến 9 giờ. Thì đàn ông sinh vào 7 đến 9 giờ thì là những người mà nhìn này, bình thường. Có vóc người này, nhỏ gầy, chiều cao thì cũng không lý tưởng. Thêm vào đó lại không biết chú trọng đến ngoại hình. Không phải là những người mà ưa trẻ chuốt nên là cũng ít có sức hút với những người khác, với những người khác phái và dễ bị coi là người cầu thả. Đó. Nhưng mà theo các chuyên gia tử vi học ấy thì nếu mà đàn ông tuổi Mão mà sinh vào 7 đến 9 giờ sáng thì họ chắc chắn sẽ có rất nhiều cái thành công, đặc biệt là ở giai đoạn 33 tuổi đến 37 tuổi, đúng không? Cái vận quý nhân tốt cũng khiến cho công việc của họ thì càng lúc càng phất lên nhanh hơn. Còn phụ nữ mà sinh vào 7 đến 9 giờ sáng thì là những người mà có khuôn mặt là vuông vức, cằm vuông, vóc dáng người thì cũng khá thô. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ là những người khỏe mạnh. Thế nhưng nhờ vào cái trí tuệ và cái phong cách làm việc của mình ấy, thì những người tuổi Mão mà sinh vào 7 đến 9 giờ sáng
dễ thu hút được một vài đối tượng nam giới có cái sự nghiệp thành công. Đa phần những người phụ nữ này thì thường có được cái mối nhân duyên tốt. Sau khi kết hôn thì cái tài lộc của họ sẽ càng ngày càng được gia tăng. Đó. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà sinh vào giờ Mùi đúng không ạ? Tức là từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì đàn ông tuổi Mão mà sinh vào 13 giờ đến 15 giờ thì thường có gương mặt nhọn, mắt nhỏ, dễ mắc các bệnh liên quan đến cận thị. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ thì họ đã là những người mà quan tâm đến việc học. Vì thế, cái thành tích học tập của những người mà sinh vào giờ này rất là cao. Và sau khi trưởng thành, họ có một cái sự nghiệp ổn định. Tuy không có số đại phú đại quý, nhưng mà cuộc sống bình lặng hạnh phúc của họ cũng rất khiến cho rất nhiều người phải nể phục. Đó. Và sau 38 tuổi, nếu mà tích lũy được cái vốn liếng thì đàn ông sinh vào cái giờ Mùi này thì có thể thử sức trong lĩnh vực đầu tư và nhiều khả năng cao sẽ thu được những lợi nhuận lớn và trở nên giàu có bất thình lình. Đó. Còn phụ nữ tuổi Mão mà sinh vào 13 đến 15 giờ thì là một người có ngoại hình bình thường, không tạo được cái ấn tượng sâu sắc với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng đây là những người cực kỳ may mắn. Ở trên lĩnh vực đầu tư thì họ có thể suy đoán và nhận định một cách chính xác. Nếu mà các bạn mạnh dạn phát triển thì đến năm khoảng 40 tuổi thì những người tuổi này, những người sinh vào giờ này sẽ tích lũy được một cái gia tài cực kỳ lớn. Đó là những người tuổi Mão. Tiếp theo chúng ta xếp con giáp thứ ba là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi mà giờ tốt đầu tiên là gì? Từ 1 đến 3 giờ sáng. Là giờ Xỉu đúng không ạ? Thì đàn ông mà sinh vào giờ Mùi này thì đa phần đàn ông là đều là có nước da không được mịn màng cho lắm. Vóc dáng thì thường gầy gò và gì thấp lùn. Thế nhưng là những người có đầu óc nhạy bén, thông minh và sống có nguyên tắc. Trước cái năm 30 tuổi, nhiều người có thể đạt được cái sự nghiệp khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ. Họ có tài sử dụng quan hệ để gây dựng cái sự nghiệp của mình. Vì thế, công việc của họ thường phát triển được thuận buồm xuôi gió. Còn phụ nữ tuổi Mùi mà sinh vào 1 giờ đến 3 giờ thì họ là gì? Là những người mà có vóc dáng gầy gò, ngũ quan thì bình thường, không tạo được nhiều cái ấn tượng với mọi người xung quanh trong cái lần tiếp xúc đầu tiên. Nhưng may mắn thay, họ lại được sinh ra trong gia đình hoàn cảnh thuận lợi, nhận được cái sự yêu thương của cha mẹ, của họ hàng. Sau khi trưởng thành thì cái sự nghiệp sẽ phát triển nhờ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân. Đó. Tiếp theo là những người tuổi Mùi mà sinh vào gì? Sinh vào 21 giờ đến 23 giờ. 21 đến 23 giờ. 21 đến 23 giờ đó là giờ Hợi. Đàn ông thì với những người đàn ông mà sinh vào tuổi Mùi mà sinh vào giờ Hợi ấy, thì cho thấy nếu mà đàn ông mà sinh vào cái giờ này thì thường là có sẹo. Vẻ ngoài thì bình thường, hơi thô, ngũ quan thì cũng không được bắt mắt. Và với đàn ông sinh vào 21 giờ đến 23 giờ ấy, thì cái giai đoạn từ 23 đến 27 tuổi là giai đoạn sự nghiệp của họ phát triển nhanh nhất, nhờ họ dựa vào cái ý chí sáng tạo của cá nhân hoặc là dựa vào các mối quan hệ xã hội. Và sau 45 tuổi thì họ sẽ đạt được cái tài vận rất là hưng vượng. Còn phụ nữ mà sinh vào 21 giờ đến 23 giờ ấy, thì là những người có ngoại hình không mấy nữ tính, tính cách thì hào khoáng đúng không ạ, tự do, vì thế không có cái sức thu hút với những người khác phái. Họ không phải là cái mẫu người đào hoa, con đường tình duyên thì cũng không quá thuận lợi. Thế nhưng cái tài vận của họ ấy lại vô cùng là được thịnh vượng. Họ kiếm tiền dựa trên cái khả năng của chính mình. Nếu mà có ý định khởi nghiệp thì rất dễ thành công với những người như vậy. Đó là những người tuổi Mùi. Tiếp theo là chúng ta xét đến những người tuổi Tuất. Thì những người tuổi Tuất nếu mà sinh vào từ 23 giờ đến 1 giờ ấy, 23 giờ đến 1 giờ. Những người tuổi Tuất, đàn ông mà sinh vào cái khoảng thời gian 23 giờ đến 1 giờ, tức là giờ Tý đấy, thì thường là những người có vóc dáng là mập mạp, mắt nhỏ, môi dày, đấy, trông già hơn so với tuổi một chút. Họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đa số họ đều có thể cưới được một cô vợ có số là vượng phu ích tử. Thuộc cái tuýp người là sự nghiệp phất lên như diều gặp gió sau khi kết hôn. Về sau, con đường con cái của họ cũng gặp nhiều cái may mắn và được gì hưởng phúc tuổi già. Còn với phụ nữ tuổi Tuất mà sinh vào 23 giờ đến 1 giờ, tức là sinh giờ Tý, thì họ là những người có mũi cao cằm vuông, vóc dáng thì đậm đà. Dù không mấy ấn tượng mạnh với những người khác giới, nhưng mà họ là những người phú quý được trời sinh, có uy với người khác, làm việc gì thì cũng quyết đoán. Nếu mà khởi nghiệp thì chắc chắn sẽ thành công, nhất là trong giai đoạn từ 29 tuổi đến 40 tuổi. Và khi lập gia đình thì họ thường chọn được những người đàn ông có khả năng tài chính tốt,
sống cái cuộc đời không phải lo nghĩ gì đến cái chuyện tiền nong cả. Tiếp theo là giờ thứ hai, đó là những người sinh vào từ lúc 3 giờ 5 giờ sáng. 3 giờ 5 giờ sáng là giờ Mão, đúng không? Đàn ông mà tuổi Tuất mà sinh vào giờ Mão thì thường có nước da ngăm đen, dáng người thì hơi thô một chút, nhưng mà gì, họ là những người có tham vọng lớn. Khi làm việc thì họ chú trọng vào cái kỷ luật, thông thường là những người biết tận dụng những cái điểm mạnh của mình. Tuy có ngoại hình không được bắt mắt, nhưng mà họ là những người mà có sức hút riêng. Vì thế họ thường lấy được những người phụ nữ có cái gương mặt ưa nhìn, và cái sự nghiệp thì gì, cực kỳ nổi trội. Nếu mà phụ nữ mà sinh vào 3 đến 5 giờ sáng thì họ là những người mà có ngoại hình không có gì đáng chú ý, có phần mi mắt, đa phần là có mắt buồn mí, sống mũi thì không cao, gương mặt thì khá vuông, là những người mà tài hoa, có sở trường văn nghệ, nghệ thuật. Nếu mà tiếp tục phát triển trên con đường này thì họ có thể gặt hái được những thành công cực kỳ lớn lao. Tiếp theo là những người Tuất, tuổi Tuất mà sinh vào từ gì? 7 giờ đến 9 giờ sáng, tức là giờ Thìn, đúng không? 7 giờ đến 9 giờ sáng, 7 giờ đến 9 giờ. Thì nếu mà đàn ông tuổi Tuất mà sinh vào giờ Thìn ấy, thì thường là người có vầng trán rộng, nhưng mà cái mũi lại không cao, miệng nhỏ, vóc dáng người hơi thô. Họ là những người có trách nhiệm, làm việc gì thì cũng thật thà, chu đáo và không biết để gì hại lén sau lưng người khác. Những người này ngay từ nhỏ ấy, thì cái vận thế của họ đã rất tốt. Khi mà giây phút quyết định thì thường gặp được quý nhân hỗ trợ, và trước 35 tuổi có thể tạo dựng được một cái bước đột phá trong cái sự nghiệp của mình. Còn phụ nữ tuổi Tuất mà sinh vào từ 7 giờ đến 9 giờ sáng thì đa số là những người có dáng người là đậm, nước da thì trắng xanh và đường nét trên khuôn mặt thì cũng không quá bắt mắt. Họ là những người may mắn trong hôn nhân và dễ lấy được những người chồng như ý, những người chồng có điều kiện và những người chồng là biết chăm lo cho gia đình. Đó, đó là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp cũng như là những cái giờ sinh may mắn của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.